Chào các bạn chơi cây dưới. Hôm nay là ngày thứ ba, 23 tháng 4 năm 2024, tức ngày rằm tháng 3 năm Giáp Thìn. Các bạn nhìn cái vườn nhà mình thì biết nó rậm rạp mức độ nào. Là người chơi cây nhưng cuối cùng chẳng có cây chơi. Vườn lúc nào cũng như rừng. Vậy mình không chuyên cây với mình lắm, trò quá. Thì nhiều anh em đã chia sẻ về kỹ thuật dâm, mình đăng rất nhiều video nhưng video mình có thể nhiều các bạn không tham khảo được. Hôm nay mình cập nhật lại, năm nay mình chỉ khai thác được một lần thôi các bạn ạ. Đây, mình khai thác một lần nhưng mà về lười quá, không không có thời gian, cho mình dâm bằng cát, dâm ủ tập thể các bạn ạ. Dâm vào những cái này là cái thỏi đầu tiên. Mình bới cát ra đây, nó bị héo. Xong bới ra nó mọc dần đây. Mọc 100% nhé các bạn nhé. Đây này, đây là một phôi này. Đấy. Phôi thứ hai này. Phôi thứ ba này. Phôi thứ tư này, bên này, đấy, vướng cái cam. Phôi thứ năm này. Phôi thứ sáu này. Phôi thứ bảy này. Phôi thứ tám này. 9, 9 cái này một sao ạ? 10 đây. Cây này không thấy nhưng mặt bên này mà mầm, tại hôm nọ mình mới bới ra. Hôm nọ hở mỗi cục này thôi. Thế mình phải bới ra, bây giờ nó mới bắt đầu nhú lên. Đấy. Và lại 100% các phôi đều mọc các bạn ạ. Thì kỹ thuật dâm của mình vẫn chia sẻ với anh em và các bạn từ nhiều năm rồi. Có hai cách. Một, các bạn khai thác về dâm luôn. Nếu các bạn dâm ngay, chất trồng của các bạn có thể bằng cát, bằng rác, bằng đất, bằng cái gì thì tùy. Các bạn khai thác về dâm ngay, các bạn không tưới. Để khoảng 10 năm, 20 ngày các bạn mới bỏ ra để tưới. Kỹ thuật thứ hai, các bạn để 5, 7 ngày se khô, thậm chí 10 ngày. Cây nó se khô lại thì chúng ta dâm tưới thật đẫm. Giờ 15 ngày chúng ta kiểm tra lại. Thì kỹ thuật gì thì kỹ thuật. Một là dâm ngay thì phải 15 ngày chúng ta mới tưới. Hai, để se khô thì tưới một lần thật đẫm. Giờ 15 ngày sau kiểm tra lại. Thì nói thật cây này là cây thứ hai mình dâm bằng đất. Nói thật không phải cây của mình. Đấy, cây của anh em cho câu lạc bộ. Bạn ấy mang vào cho mình dâm. Thì không biết để ở nhà bạn để mấy ngày, mình để lại 1-2 hôm ở nhà cho nó xe một chút. Dây đàn này. Úi giời ơi, vứt ra vườn, dây đàn. Mình để 1-2 hôm mình xe khô. Rồi mình dâm từ ngày mùng 1 tháng 3. Thì hôm nay chính là ngày rằm mà, mùng 1 tháng 3. Cách đây mấy hôm. Hình như là thứ bảy nhỉ. Thì mình bỏ ra để mình xả rác, không mình làm video. Thì hôm đấy cái phôi này, à, cái mầm này nó bắt đầu nhú đây. Mình bật flash lên nhá. Cái mầm này nó nhú. Mình bỏ ra 1-2 hôm thì nó hơi khô khô đây. Hơi tóp tóp nhá. Giống như cái phôi mình quay bên kia. Nhưng bỏ ra là 2-3 hôm các bạn nhìn quan sát này. Để mình chỉnh cái cam nó ngảnh lên, ngả lên một chút. Đây mình nhầm rồi. Để dễ soi. Các bạn nhìn này, đấy. Mầm đã mọc chưa đấy? Mầm đã bắt đầu mọc. Hôm mình bỏ ra duy nhất chỉ có mầm này mọc thôi. Mình bỏ ra mấy hôm thì bắt đầu nó mọc một loạt các mầm. Đây. Các bạn quan sát đấy. Thì dâm từ hôm 10 mùng 1 tháng 3 thì hôm nay 15, đúng 15 ngày. Thì khoảng 10 ngày mình đã bỏ ra dần. Khi mình bỏ ra thì mình xả đầy, mình dâm, mình bắt đầu mới tựa, à, mình bỏ ra, bởi vì mình cây này, riêng cây này mình bạn ấy để mấy ngày mình không rõ. Nhưng mình mang về mình để mấy hôm hơi se rồi mình mới dâm. Thì thông mùng 1 tháng 3 mình dâm thì mình tưới thật đẫm. Sau hôm nọ mình tưới, các bạn bảo tưới thì có úng không? Bởi vì mình cây se khô rồi. Đây, đều mọc nhá. Đây, đều mọc. Đấy, mầm mọc hết rồi đây. Đấy, tất cả các mầm đều mọc. Nhưng các bạn lưu ý nhé, các bạn bỏ vào những ngày trời mà ẩm ướt nhá. Trời trời bỏ ra trời ẩm. Còn cái này cẩn thận, bây giờ các bạn dùng cây. Các bạn cắm bốn xung quanh, rồi các bạn che ni lông thì càng tốt, nhưng mình thôi mình không che nữa. Bởi vì mình bỏ được mấy hôm nó hơi xe đi rồi, nó khô đi rồi. Nó khô cái mầm nó mọc lại thì để thế cho tự nhiên, giống như là cái bên cát bên kia. Đấy, rất đơn giản các bạn ạ. Đấy, thành công rồi, đấy chỉ thế thôi. Dâm phôi dưới rất đơn giản nếu chúng ta nắm được cái bản chất, nắm được cái đặc điểm thực vật. Đã có người gọi mình dừng video nhé. Alo. Alo.